đâu ơi? Đi lên trên rừng. Đi tìm cái gì bán à? Vâng. Thế xuống đây hồi anh trồng sắn này. Anh thuê. Anh thuê một buổi 100.000. Thế chi được? Được ấy. Cái này thì trồng như thế nào? Lấy phân là cho vào hố, xong là cho sắn vào đây, lấp thôi. Đấy, phân lên đi chứ. Sắn tự cuốc à? Đấy, anh cuốc à. Này có để phân nhiều không ấy? Cái để 1 năm. Đấy, để xuống đấy. Đấy, nè. Đây, lấy sắn này cứ cho xuống này, xong rồi lấy đất lấp đi. Thế thôi. Rồi gì chặt chặt tí đây, cho vào đây này. Xách cái này đi cho nó dễ này. Trồng đấy anh quốc. Thế hai mẹ con ở mình à? Buồn ngủ đấy. Tu nhà suốt nào anh pu nhàn này, đúng không? Bé xin à? Cái bao? Thank you.
Này bán thế nào đấy? Chị chưa 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 chị thế là đây nè rồi chụp xin nào chụp xin đấy. Bao nhiêu à?